hai vây xinh xinh. Cá vàng bơi trong bể nước, bơi lên lặn xuống, cá vàng chết nhăn răng. Đấy, đây là bài hát cá kho. Mỗi khi kho cá các bạn hãy hát bài này. Đấy, hai vây xinh xinh. Mà cắt hết vây rồi còn đó. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại cả Dinology. Và thể theo tình trạng dạo này kênh đang hơi bị ít view, bởi vì gần đây thì mình làm rất là nhiều foodcast. Và foodcast thì là một cái dự án rất là dài hơi của mình. Thực ra thì khi mà mình đọc được những comment như thế này này các bạn này, không biết nguồn thu nhập chủ yếu của Dino đến từ đâu. Video nào của ông gần đây là cũng chỉ còn vài chục nghìn, thậm chí là vài nghìn lượt view. Lấy tiền đâu mà nuôi hai em chó với xe cộ rồi cả cái nhà nữa. Thực ra thì mình đọc cái comment này thì mình cũng rất là chạnh lòng đấy mọi người. Bởi vì thực ra ấy, khi mà mình làm những cái series foodcast hay là những cái series mới gần đây này thì mình cũng biết rằng nó sẽ không quen thuộc với tất cả những khán giả ở trên Dinology. Nhưng mà nó cũng là một trong những chủ đề mới mà mình muốn khai thác ở trên những cái khả năng mình mới làm. Giống như là ngày xưa khi mà mình bắt đầu sửa nhà, mình làm những nội dung về nhà cửa, thì không hẳn là tất cả mọi người sẽ thích xem nội dung về nhà cửa. Mình cũng đã từng nhận được những cái comment như là mình không thích video về nhà cửa vì mình không thích có ý định làm nhà, mình không quan tâm đến lĩnh vực này, đề nghị Dino nấu ăn. Nhưng mà các bạn biết đấy, YouTube nó là một phần của cuộc sống của mình. Mình bắt đầu từ nấu ăn và mình sẽ mở rộng ra rất là nhiều kỹ năng khác. Nên là hôm nay mình sẽ quay trở lại nấu ăn. Và mình mong rằng là trong thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Dĩ nhiên là mọi người thích xem gì thì mọi người cứ xem. Và mọi người thích gì thì mọi người cứ ấn like và share cho mình, subscribe kênh. Vì đó là cái niềm động lực lớn nhất để mình có thể làm YouTube đến tận bây giờ. Tới năm nay là cũng là năm thứ 7 gì đấy mình làm YouTube rồi. Cũng là một cái hành trình rất là dài. Thú thực với các bạn nhé, nếu mà để so sánh với các nền tảng ngắn như khác bây giờ ấy, để làm content marketing hay là content creator ấy, làm những video ngắn sẽ tốn công hơn rất là nhiều. Và thậm chí thú thực với mọi người là để kiếm tiền hay monetize từ những cái chuyện đấy nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ YouTube hôm nay ở trong một cái video rất là bình thường. Nhưng mình khẳng định với các bạn mình sẽ không bao giờ bỏ YouTube cả. Bởi vì đó là một tình yêu từ đầu đời đến giờ và mình sẽ không bao giờ quên nó. Và cũng có những cái comment như các bạn ấy, đó, các bạn đã từng nói là em đã từng nghiện nội dung ngắn đến mức kiệt quệ sức khỏe luôn. Trong thời gian em cai nội dung ngắn thì tìm thấy anh và chị Giang, em cảm thấy tìm được chân ái rồi. Hy vọng là anh sẽ làm video dài dài trên YouTube. Đó là những cái động lực rất là lớn. Bởi vì mình biết rằng là có những người sẽ rất thích xem video ngắn. Bản thân mình cũng rất thích xem video ngắn. Các bạn có thể thấy là ngay đây mình đang ngồi mình lướt TikTok trước khi mình quay. Mình cũng rất là nghiện, nhưng mà có những lúc ấy thì mình sẽ muốn xem một cái nội dung gì dài hơn. Và mình nghĩ rằng khi mà chúng ta tìm đến một nội dung dài hơn như thế này thì chúng ta đã tìm đến nhau rồi. Và nhân tiện ở đầu video đang đọc comment thì có những comment kiểu như là chia sẻ thật với Dino là mình thích bạn từ khi bạn nấu cỗ lớn, mời bạn bè đến nói chung kênh của bạn là food nhưng có podcast trò chuyện du lịch, nhưng mình không thích kiên nhẫn ngồi nghe bởi vì là dạo này không còn bạn bè, không còn cỗ lớn nữa. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu cho mình rằng ấy là hồi mà mình còn trẻ hơn ấy thì tất cả những cái mà mình tập trung ấy mình sẽ có nhiều mối quan hệ xã hội hơn, duy trì mối quan hệ xã hội nó cũng dễ dàng hơn. Khi mà lớn hơn ấy thì ai cũng sẽ có một gia đình riêng, và nhiều khi mà để tụ hợp đó tất cả bạn bè mình để quay video nó không còn dễ dàng như ngày xưa nữa. Và nhiều khi càng lớn ấy thì kiểu càng giống như chú Tự Long nói là càng dễ nhạy cảm và hay dỗi. Kiểu nhiều khi kiểu đưa lên xong rồi mọi người nói nhiều kiểu mình ở trên kênh của mình. Nếu mà mình nhận được tất cả những comment về mình ấy, thì mình hoàn toàn ok. Mình làm nghề này chuyên nghiệp rồi, khen chê nó là chuyện bình thường. Nhưng mà với những người không làm nghề chuyên nghiệp, sự xuất hiện trên kênh của mình không phải là công việc của mọi người ấy, thì khi mà nhận được nhiều nhận xét thì nó cũng không công bằng cho mọi người lắm. Nên là cuộc sống người lớn mà sẽ có những thay đổi. Nhưng mà yên tâm đi, sắp tới thì cũng sắp đến mùa lễ rồi, Trung thu rồi, ngày lễ lớn thì mình cũng sẽ mời bạn bè mình qua. Nhưng mà đấy, sơ sơ lâu lâu cập nhật tình hình một chút như thế. Mình vẫn sẽ làm YouTube, mình vẫn sẽ làm video ngắn và mình cũng sẽ vẫn làm video dài. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ mình và thích cái gì thì cứ xem cái đấy nhá, không bắt buộc. Muốn biết rằng mình ra video đều đặn hay không thì ấn chuông. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một thể loại video mình nghĩ rằng là các bạn sẽ rất là thích ở trên kênh của mình, đó chính là cơm nhà 5 món. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề, và cơm nhà 5 món ngày hôm nay sẽ có những menu bổ sung rất là tuyệt vời, và mình nghĩ rằng đây sẽ là một bữa cơm nhà gọi là ăn tươi. Nếu mà các bạn đang có ý định là cho gia đình mình một bữa cơm nhà nó hoành tráng, đầy đủ thì đây sẽ là gợi ý dành cho các bạn. Dino xin thông báo là có những thực đơn ngày hôm nay như sau. Thứ nhất đó chính là canh dưa bò. Canh dưa bò thì mình đã nấu vài lần ở trên kênh của mình rồi. Nhưng mà canh dưa bò hôm nay sẽ cập nhật mới, đó chính là canh dưa bò nấu với cả lạc.
canh dưa bò nấu với cả lạc ấy là sự kết hợp giữa hai món. Bởi vì ngày xưa ấy thì canh dưa lấy đâu ra thịt bò. Người Hà Nội ngày xưa ấy là ăn canh dưa không có thịt bò, bởi vì là thịt bò là một cái gì đấy rất là xa xỉ, cao cấp ngày xưa. Để ăn được thịt bò thì không phải lúc nào cũng sẵn. Nên là mọi người để tăng cái lượng đạm ở trong canh dưa ấy thì mọi người sẽ nấu với cả đậu phộng hay là lạc nhân. Thì đó là cái truyền thống ngày xưa. Nhưng bây giờ cuộc sống đã ấm no đầy đủ hơn, nên là mình xin phép nấu canh dưa cộng với cả lạc nhân để xem nó có ra gì không. Thì các bạn sẽ chờ đến cuối video thì các bạn sẽ biết. Tiếp đến thì mình mua được một mẻ đây. Cái món này mình có up trên Instagram mà mọi người rất là thích. Đó chính là cá bống trứng. Cá bống trứng kho với cả trứng cá lóc, kho tộ, kho tiêu cay. Tiếp đến là một món đó chính là đậu phụ trứng vịt biển muối. Sau đó sẽ là món rau, chắc chắn là sẽ cần rau, tôi không quên rau đâu, là bắp cải luộc ăn với cả trứng vịt lòng đào. Cuối cùng là một món bởi vì là trên nền tảng ngắn như là TikTok nó vừa đạt được 1 triệu view mấy ngày trước, nên là mình cũng sẽ làm theo món đó. Đó chính là món này này, các bạn nào xem TikTok của mình các bạn sẽ thấy. Đó chính là sườn xào chua ngọt của mình, phiên bản mới của mình, được 1 triệu view. Đấy, được 1 triệu view rồi nên là mình sẽ làm cái món triệu view đấy ở đây nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm thôi. Theo thông lệ thông thường ấy thì mình sẽ làm canh trước, vì canh dưa bò nó sẽ mất thời gian để ninh, nên chúng ta sẽ làm canh dưa bò trước. Và để làm cho món canh dưa bò chứ danh của mình ngon thì bao giờ mình cũng sẽ chọn giữa hai loại. Mình sẽ chọn giữa hai loại thịt. Đầu tiên đó chính là diềm thăn. Muốn làm canh dưa bò ngon thì các bạn nên mua được diềm thăn. Diềm thăn ấy thì nó được một cái sự cân bằng giữa mỡ và thịt nạc. Nên là khi mà các bạn làm cái phần diềm thăn này thì ai mà muốn ăn thịt nạc thì cũng sẽ có thịt nạc. Và mỡ bò thì nó cũng vừa đủ để cho cái canh dưa của chúng ta vừa đủ béo. Cái diềm thăn này thì mình cũng hay sử dụng để nấu canh dưa bò, nấu bò kho, nấu bò sốt vang. Thì các bạn cứ mua cái diềm thăn để làm. Tuy nhiên là để cho cái món canh dưa bò này hôm nay nó cũng sẽ là một bữa ăn đặc biệt hơn, đầy đủ hơn, hoành tráng hơn, thì mình sẽ làm thêm với cả gân bò nữa nha. Còn đây là gân bò. Gân bò thì cũng thái ra vừa ăn. Nói chung là một nồi canh mà vừa có diềm thăn, vừa gân bò thì mình nghĩ rằng là nó cũng oách đấy các bạn. Oách. Này, gân bò chợ người ta đã cũng thái khá là nhỏ rồi. Đã thái xong, rất là dễ. Cá bống trứng ấy thì mình mua, đây là cá bống trứng thiên nhiên. Theo người bán hàng của mình thì bảo đây là thiên nhiên nên mình phải mua đông lạnh. Thì mình đang giã đông ở trong nước này nhé. Và bây giờ sẽ đến công đoạn là ướp thịt bò. Ướp thịt bò thì mình sẽ cho rất là nhiều tỏi, nhiều hành các bạn ạ. Nói chung là mình biết là các bạn khi nhìn vào đây sẽ thấy nhiều hành tỏi hơn bình thường các bạn sử dụng, đúng không? Bí quyết để một nồi canh dưa bò ngon của mình là các bạn cứ đậm tay hành tỏi vào, không sao đâu. Đã có hành tỏi rồi và bây giờ mọi người nhớ công thức ướp này nhá. Ở đây là khoảng nửa cân cả gân và diềm thăn. Thì mình sẽ cho vào đây 1.5 thìa bột canh, 1 thìa mì chính, 2 thìa nước mắm ngon, tiêu xay, nhớ xay to, và sau đó trộn lên. Lưu ý là thịt sống ngấm gia vị sẽ tốt hơn, nên là mình sẽ ướp cái này khi thịt còn sống như thế này và ướp trong vòng khoảng 15-20 phút nhé. Đây, gân và thịt đã được ướp, sẽ để sang bên này. Tiếp đến là mình sẽ xử lý phần thịt tiếp theo. Vì hôm nay mình có sườn xào chua ngọt nên là mình sẽ xử lý sườn xào chua ngọt. Đây là sườn đã được rửa sạch, nên là nó cái nước này là nước rửa khi mà mình để vào trong hộp để tủ lạnh chị Mai chuẩn bị sáng sớm cho mình ấy. Thì đây là sườn và mình sẽ mang sườn đi ướp. Chiều sườn mình sẽ chiên rất là giòn bên ngoài, sau đó mình sẽ tạo một cái lớp áo bằng sốt rất là đặc trưng kiểu sườn của mình. Nhưng mà để cho sườn có đậm vị và khi mà chiên ấy nó lên màu ngon thì mình khuyên các bạn là nên ướp sườn với cả xì dầu là tiếng miền Bắc hay là nước tương là tiếng miền Nam. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những loại xì dầu và nước tương phổ biến ở trên thị trường. Nếu mà các bạn đang ở miền Bắc hoặc là các bạn miền Nam mà có thể mua qua các sàn thương mại điện tử thì mình cũng rất khuyên các bạn nên thử cái xì dầu Càng Cua nhất phẩm tiên này. Thì nó ướp cực kỳ ngon luôn mà nó rẻ lắm, có 20 mấy ngàn một chai thủy tinh như thế này thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không ướp xì dầu này. Và các bạn biết vì sao không? Bởi vì là đợt vừa rồi mình đi Lạng Sơn mình mua, và mình mua được bây giờ mình còn có một tí xíu như này nên mình rất là tiếc. Dùng nó cũng sẽ hết mà mình vẫn tiếc, nên là mình sẽ để sang bên này. Lựa chọn thứ hai của mình ý là sẽ ướp với cả Kikkoman. Cái Kikkoman này thì là nước tương đậu nành lên men tự nhiên. Cái mùi của nó thì rất là nồng, bạn nào mà ăn sushi các bạn sẽ thấy quen. Nhưng mà khi mà mình ướp với cả sườn và mình chiên lên ấy, nó tạo ra cái độ gọi là độ caramel, là độ ngựa, độ cháy đường rất là hợp lý. Nên là mình thường ướp cái này với cả đồ chiên. Khi mà mình cho vào này mình chỉ cho một lượng vừa phải thế này thôi.
cho chó mì ướp để cho sườn nó ngấm với cả nước tương Kiko Men, nó ngấm vào bên trong sẽ tạo ra hương vị và độ mặn, cũng như là tạo cái lớp màu sau khi mình chiên nó lên sẽ rất là đẹp. Mình cũng ướp cái này khoảng 15 đến 20 phút nha các bác. Mình đã chuẩn bị thịt bò, thịt heo, tiếp đến thì mình sẽ chuẩn bị cá. Các bạn thấy này, cái cá bống thiên nhiên mình mua, người ta gọi là cá bống thiên nhiên, mình không chắc là đúng hay không. Mình đang chờ nó rã đông. Thực ra đây các bạn nhìn này, con cá bống thiên nhiên rất, người ta đã làm sạch sẵn cho mình rồi. Bên trong còn có trứng nữa. Đó, ui, trứng to đẹp luôn. Thì mình sẽ để cho nó rã đông nốt, sau đó sẽ rửa qua với cả muối hột. Mình nhẹ nhàng tách nó ra, nếu mà có thể tách được, nhưng mà các bạn đừng cố gắng tách quá, không nó nát nha. Cứ để nó rã đông tự nhiên. Hoặc không, chắc các bạn đã xem mình làm kem rồi đúng không? Các bạn biết là muối sẽ làm tan đá rất là nhanh, nên mình sẽ, đằng nào mình cũng sẽ rửa, thì mình sẽ rửa cá với cả muối hột. Thì muối hột sẽ làm cho săn con cá lại, bởi vì là nó sẽ rút một phần nước, cũng như nó làm tan đá nhanh hơn. Mình sẽ bóp qua với muối cho cá nó sạch, và con cá nó cũng sẽ rắn lại sau thời gian nó đã bị đông lạnh. Ui, có những con siêu bự, bự hơn hẳn những con còn lại. Và chúng ta cũng đã yên tâm là nó sạch sẽ hơn rồi. Sau khi sắp qua với muối như thế thì mình sẽ để đây. Mình sẽ làm một việc khác trong lúc chờ cá, mà để nó ở đây khoảng 5 phút thôi. Cái việc này mình làm đúng 5 phút thôi. Đó chính là mình sẽ đi làm nước hàng để kho cá. Hôm nay thì mình sẽ kho cá bống trứng với cả trứng cá lóc. Các bạn đã thấy cái sự kết hợp này bao giờ chưa? Cá bống trứng nhưng mà đi với trứng cá lóc. Cá bống trứng và trứng cá lóc nghe nó hơi oái oăm đúng không? Nhưng mà các bạn tin mình đi, nó hợp nhau đó. Và bây giờ thì mình sẽ làm nước hàng để kho cá. Mình sẽ sử dụng cái nồi gang trong truyền thuyết của mình và cho vào đây 6 thìa đường. Cái món cá kho tộ cay cay, cay tiêu cay ớt này ấy, thì cái bí quyết của mình là cũng phải rất ngọt luôn. Nó rất là đậm vị. Và cái món này tình cờ là rất là khẩu vị chị Mai nhà mình. Bởi vì chị Mai rất thích ăn những món mà kiểu đậm đà, đậm vị như thế, rất thích ăn cá kho. Nên là chính vì thế là mình mới quyết tâm mình làm cái món này. Và cái món này thì ăn rất là tốn cơm. Nên là tới đây là quảng cáo là các bác biết là món này tốn cơm rồi đúng không? Nếu mà đang có ý định giảm cơm ở trong chế độ ăn ấy, thì quên món này đi, không phải dành cho mọi người đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn một món nào đưa cơm ăn mà kiểu vào không thút ấy, thì đây sẽ là món dành cho mọi người. Và việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần làm nước hàng. Câu chuyện nước hàng của mình và màu cánh rán mình đã nói rất nhiều rồi, nhưng mà có một cái lưu ý với nước hàng kho cá kiểu này ấy, là mình sẽ làm cho nó đậm màu hơn bình thường so với mình kho thịt. Nhìn chung là sẽ cháy hơn đó các bạn. Đây các bạn nhìn này. Như này màu, thông thường màu kho thịt là mình sẽ kho đến độ này thôi. Nhưng mà nước hàng kho cá mình sẽ giảm lửa xuống để cho cái đường nó cháy hơn một chút. Cái bí quyết để kho được cái màu đường như thế này, để ra được cái nước hàng như này, là đầu tiên các bạn để lửa to. Khi mà nó bắt đầu chảy hết rồi thì các bạn cho lửa nhỏ xuống một chút, thì các bạn sẽ dễ điều chỉnh được cái đến cái độ màu mà các bạn muốn hơn. Đây, cái độ màu mình muốn là gần được rồi này. Nó sẽ tối màu, nó sẽ già hơn cái màu mình kho thịt. Bạn nào mà hay theo dõi video mình kho thì các bạn sẽ thấy nó sẽ già màu hơn một chút nha. Rồi, khi mà đạt đến độ màu yêu thích của mình rồi, mình sẽ cho vào đây một chút mắt. Và kiên nhẫn chờ nhiệt độ nó hòa tan cái phần này thôi. Các bạn thấy màu đen không này? Bình thường là mình không có làm đến màu này đâu. Hôm nay kho cái cá này mình sẽ làm đến màu này. Đúng là nhiều lúc nấu ăn mình thấy vui nhất ở một cái điểm, đó chính là mình cảm giác mình như phù thủy ấy các bạn. Kiểu có một cái vạc dầu xong rồi cho tất cả những cái thứ nguyên liệu. Dĩ nhiên là phù thủy thì người ta sẽ cho những cái nguyên liệu, các bạn xem phim thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ cho những nguyên liệu kinh dị kiểu như thằn lằn hay gì đấy vào. Còn mình thì chỉ là những nguyên liệu cơ bản thôi. Trứng này, trứng cá này, cá trứng này, đâu có gì đâu. Và cái chỗ nước này ấy, là mình sẽ kho cả cái nồi cá và cá trứng cho tới khi cạn nước. Nên là mình sẽ chuẩn bị cái nước này kỹ một chút nha các bạn. Là mình sẽ tính đủ lượng nước luôn. Lượng nước trong này thì mình nghĩ là mình cho khoảng nửa lít nước đấy. Và sau khi đường đã tan hết rồi thì các bạn tắt bếp để cho nước nó nguội đi một chút. Và quay trở lại với cả cá của chúng ta. Cá vừa nãy mình đã xóc muối. Bây giờ các bạn nhìn này, sau khi xóc muối ấy, con cá từ con cá đông lạnh nó mềm mềm, thì xóc muối vào con cá nó bị rút nước đi, nó đã trở nên rắn rắn hơn, gần với độ tươi hơn. Nên người ta gọi là cá không ăn muối cá ươn là thế đấy.
sau đó mình sẽ rửa sạch lại với cả nước. Còn đây là trứng cá, là chị Mai cũng đã rửa sạch cho mình rồi. Và mình sẽ được hai cái phần này để tạm đây nhá. Để mình có một đoạn nữa mình cần phải làm. Đó chính là mình sẽ là chế cái nước kho cá này. Các bạn xem này, nhớ là 6 đến 7 thìa đường đã làm thành nước hàm. Cho vào đây giúp mình 5 thìa nước mắm. Món này kho hơi mặn hơn so với cả cá bình thường một chút nha. 1 thìa bột canh, 1 thìa bột ngọt, rất nhiều tiêu. Tiêu ở đây nếu mà các bạn đo theo gram ấy, thì mình nghĩ là nó phải rơi vào 3-40 gram tiêu. Cái món này là sẽ kho cay tiêu, cay ớt. Đây các bạn xem này, mình xay tiêu và mình xay cái hạt to ấy để nó vào cái nước này luôn. Đây mình sẽ cắt đôi quả ớt ra thôi. Đợt trước mình cắt nhỏ quả nó bị cay quá. Đây phỏng vấn. Chị Mai rất thích ăn cá kho. Chị thấy cá kho được rồi với em ổn không ạ? Ngon. Ngon, thấy chưa? Đây là người chùm cá kho. Chị Mai cực kỳ thích cá kho luôn, nhất là những con cá bé bé như này này. Nên là được, thực ra là khi mà mình nhìn thấy con này trên mạng ấy, khi mà mình mua về là mình nghĩ chị Mai sẽ thích món này đầu tiên. Đây là mình kho. Thực ra từ lúc mà mình kho cái này mình đã kho thành hai đợt rồi chị nhỉ? Đây là đợt thứ ba. Thế là vì mang tiếng là chị Mai thích nên là chị Mai phải ăn 3 tuần cá kho liên tiếp. Không sao, ăn cá tốt quá. Ăn cá tốt nhưng mà chị Mai rất 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 thích cá nhỏ kho như này. Đây mình sẽ xếp các con cá vào trong cái nước kho của mình. Cá vàng bơi trong bể nước, bơi lên lặn xuống, cá vàng chết nhăn răng. Đấy, đây là bài hát cá kho. Mỗi khi kho cá các bạn hãy hát bài này. Đấy, hay vây xinh xinh. Mà cắt hết vây rồi còn đó. Đây, cái trứng cá ấy, thì nó sẽ dễ ngấm gia vị hơn. Nên là mình sẽ để cái trứng cá ở phía trên. Các bạn đừng bao giờ để trứng cá ở phía dưới. Để trứng cá ở phía dưới nó sẽ dễ bị mặn và nó sẽ bị dễ ngấm gia vị hơn. Trước ấy, thì mình có định thử là chiên trứng cá. Nhưng mà chiên trứng cá này nó nổ lắm các bạn ạ. Nó nổ kinh khủng. Mà cái giá trị mang lại so với cả việc không chiên nó không, so với cả việc chiên nó không nhiều. Nên là từ đấy mình quyết định là mình sẽ không chiên trứng cá nữa. Tại vì trứng cá các bạn chiên những cái buồng trứng lớn như là của con cá chấm hay cá chép ok. Chứ chiên con buồng con cá lóc này không hợp lý. Đây các bạn nhìn này, nguyên một nồi cá của mình như thế này là được. Nhưng mà mình cũng sẽ để ngâm nó trong khoảng 10-15 phút. Đây các bạn nhìn này, cá này, bò này, sườn này, tất cả những cái phần mà phải chuẩn bị trước như thế này này thì mình sẽ làm trước. Và đây là cái đoạn thời gian khá là chết ở trong cái quy trình nấu ăn của mình. Tuy nhiên không có thời gian nào là chết cả. Trong lúc chờ mọi thứ ngấm thì bây giờ mình đi thổi cơm. Đây, hôm nay mình rủ mấy đứa nhà mình trợ lý quay phim ở lại ăn cơm. Nên là mình sẽ thổi cơm nhiều hơn bình thường. Từ hồi nhà mình chuyển sang nồi cơm cao tần đấy các bạn, là cuộc sống thay đổi luôn ấy. Mình nói thật với các bạn là cái nồi cơm cao tần ấy nó thay đổi cuộc sống của mình lên rất là nhiều. Ngày xưa hồi mà mình còn ở nhà cũ, các bạn thấy cái nồi cơm trắng của mình mua của Trung Quốc, của Xiaomi, các bạn nhớ không? Hồi từ rất là nhỏ, khi mình mới bắt đầu là mình đã rất là mê nồi cao tần rồi. Bởi vì thời cách đây khoảng 10 năm, mười mấy năm ấy, nhà ai mà có cái nồi cao tần gọi là nồi IH, induction heat ấy, là nồi cảm biến điện tử ấy, là rất là giàu, rất là xịn. Bởi một cái nồi như thế cả ngàn đô, hơn ngàn đô mua của Nhật. Nhưng mà hồi đấy mình không có. Nên là khi mình bắt đầu ra tự lập ấy, là mình mơ ngay đến một cái nồi cao tần. Và hồi đấy là chỉ có Trung Quốc, Xiaomi nó bán cái nồi cao tần là 3 triệu mấy. Thế là mình dùng cái nồi đấy phải đến 5-6 năm. Và nó rất là tuyệt vời. Cho tới khoảng 2 năm trở lại đây thì mình đã đổi sang một cái nồi của Hàn Quốc xịn hơn. Và thật sự là khi chuyển sang nồi xịn hơn ấy, chất lượng cơm nó thay đổi hoàn toàn. Khi mà mình vo gạo xong thì vẫn như thường lệ, mình sẽ chia cho các em cây, mỗi em một chút nước vo gạo. Mình thì mình cũng vo gạo ít thôi. Các bạn theo dõi mình lâu thấy mình nấu cơm thì các bạn thấy là mình vo gạo ít lần. Bởi vì đa phần ấy là mình tin rằng là cái chỗ bán gạo cho mình ấy, họ nên bán gạo sạch và mình nên mua gạo sạch. Còn cái việc mà mình vo gạo ấy, mình cũng chỉ làm sạch bớt những cái chất cặn còn lại thôi, chứ còn một khi mà người ta đã sử dụng hóa chất hay là người ta đã sử dụng những cái mà không tốt mà ngấm được vào gạo ấy thì mình có vo gạo đến mà kỹ đến mấy thì mình cũng không thoát được. Hồi mình mua cái nồi cơm này mình cũng tham các bạn ạ. Bình thường người ta mua nồi cơm một nhà ăn khoảng 4 5 người, 6 người là đủ cho một gia đình rồi. Nhưng mà mình mua cái nồi cơm đến tận 8 10 người ăn cũng vừa. Bởi vì mình nghĩ rằng là nhà mình sẽ có nhiều người ăn trực lắm. Nhưng mà cùng với cái việc mình chuyển qua đây, cộng thêm là nhà mình xa, xong cộng thêm như ở đầu mình nói mọi người lớn lên
Thế cuối cùng mình cũng ít người ăn trực đi. Mỗi lần mà mình nấu nấu được một cái nồi cơm full công suất của cái nồi này là một cái trường hợp rất là hiếm luôn ấy. Thổi cơm và mất 32 phút thôi. Cái nồi này áp suất rất cao, mất 32 phút hạt cơm đã sẽ rất là bóng. Mình cũng sử dụng tất cả những cái loại gạo, mình vẫn luôn luôn sử dụng gạo ST25. Nhưng mà mình rất là bất ngờ khi mà các bạn chọn một cái nồi nấu cơm tốt ấy, thì khi mà các bạn chọn một cái nồi nấu cơm tốt ấy thì cái hạt gạo nấu ra nó cũng rất là khác. Có một cái trường hợp buồn cười như thế này là mình mua một cái nồi cơm y hệt như này cho mẹ mình ở Hà Nội. Và mẹ mình lấy gạo sáng cù lèng gì đấy, mình không ăn loại gạo đấy mình không biết, để nấu để mời các cô cậu tới ăn ấy, họ hàng tới ăn. Xong rồi thế là mọi người thấy cơm nhà mình ngon quá, thế là mọi người bắt mẹ mình đặt cho mỗi nhà một ít gạo. Thế mẹ mình cũng mua hộ cho mỗi nhà một ít gạo. Xong về mẹ mình bị mắng vốn bởi vì là về ăn không ngon ở nhà mình. Hóa ra sự khác biệt là cái nồi. Đây là cái nồi cơm rất quan trọng nha các bạn. Ok, và bây giờ thì mình nghĩ rằng là các thứ ướp của mình cũng đã đến lúc ok rồi. Mình sẽ lấy cái nồi áp suất. Quá quen rồi đúng không? Các bạn biết khi nào mình dùng nồi áp suất rồi đấy. Đó chính là khi nào mình cần làm món hầm thì mình sẽ dùng nồi áp suất. Mình sẽ cho vào đây một chút dầu ăn. Thịt bò nó cũng sẽ rất là mỡ nên chúng ta sẽ không cần cho quá nhiều dầu vào. Mình sẽ bật lửa to lên để cho dầu nó nóng. Cá, các bạn nhìn này, cá ướp cũng được rồi. Bây giờ cá này, mình có hai bếp. Và cá là cái mà mình cần ít trông nhất. Nhưng mà mình sẽ lưu ý với các bạn là cá mình sẽ đun. Nhà mình có 9 mức nhiệt thì mình sẽ đun cá ở mức nhiệt số 8. Tới khi nước vừa bắt đầu sôi thì mình giảm xuống mức nhiệt số 5. Và mình để một nửa hở như thế này này. Để hở nhiều như thế này. Và cho tới khi nước cạn hết là xong. Các bạn tưởng món cá này khó kho nhưng thực ra nó rất là dễ kho. Chủ yếu là các bạn cần đủ thời gian. Cho mình ít nhất là khoảng 1 tiếng hơn để kho. Thì cá cực kỳ ngon luôn. Không thể chối từ. Không ngon không lấy tiền luôn. Không quảng cáo quá lời đâu. Mình sẽ kho ở đây số 8 trước nhé. Khi nào sôi mình sẽ giảm lửa xuống. Còn quay trở lại với bên này xem dầu nóng chưa. Đấy có vẻ như hơi nóng bắt đầu bốc lên rồi. Rồi, đoạn này các bạn chịu khó ồn một tí nhá, mình sẽ bật hút mùi. Không là canh dưa bò bay khắp nhà. Chúng ta sẽ xào thật nhanh trên lửa lớn cho tới khi thịt săn chắc lại. Săn chắc lại. Mình thấy kiểu nhiều khi như mình ấy muốn đi tập gym để cho cơ bắp là săn chắc. Nhật đơn giản ấy là các bạn chỉ cần một chút nhiệt. Như thế này là thịt cũng đã săn chắc lại rồi. Nói thế có vẻ là không có cơ sở khoa học đâu các bạn ạ. Bạn nào mà biết đến những cái công nghệ làm đẹp bây giờ, các bạn biết những cái liệu pháp là làm căng săn cơ trên cơ mặt không? Có rất nhiều người muốn đi gọi là níu kéo tuổi xuân, muốn cho gương mặt của chúng ta thon gọn và săn chắc hơn. Thì mọi người đã sử dụng đến những liệu pháp giống như là bắn những cái tia kiểu như là sóng microwave chẳng hạn, để sinh nhiệt ở dưới da, ở những cái lớp cơ ở phía bên dưới. Hoặc sử dụng những công nghệ xung điện như là xung điện EMS. Thì khi mà cho những cái xung điện lên trên cơ da ấy, về cơ bản ấy là nó cũng gần như là tác động nhiệt lên trên một lên trên những thớ cơ ở phạm vi nhỏ và nó sẽ làm cho cơ mặt của chúng ta trở nên săn chắc hơn. Một cái vấn đề mà tất cả những người mà về già đều rất là sợ chính là mặt của mình sẽ chảy xệ xuống, và đó là những cái liệu pháp làm đẹp. Thì các bạn tưởng tượng nó cũng y hệt như thịt này, khi ra nhiệt vào thịt này khi có nhiệt nó sẽ trở nên săn chắc lại. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không muốn thịt chúng ta chín đến mức này, nhưng mà một mức độ vừa phải nào đó thì nó cũng sẽ kéo cơ mặt lên. Ok. Fun fact thôi nhé, không có ý nghĩa gì trong câu chuyện mình vừa kể cả. Khi mà thịt đã bắt đầu săn vào rồi thì mình sẽ lấy cái nước dưa chua này này, mình cho một chút nước dưa chua vào, mình xào thêm cái thịt. Cái axit acetic có sẵn ở trong việc muối dưa ấy là một axit tự nhiên rất là tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Và cái axit acetic này khi mà đi với cả thịt bò cùng với những nguyên liệu mình đã ướp ấy, mình không hiểu sao thơm tới nóc luôn đấy, rất là ngon. Chính cái vị chua của cái dưa chua muối như thế này này nó sẽ làm cho cái thịt bò nó bớt ngấy và cái việc mà ăn canh bò nó dễ dàng rất là nhiều. Nhưng nó cũng có một cái điểm mà lợi bất cập hại. Mình đã từng có một bà hàng xóm ở cạnh nhà mình hồi mới vào Sài Gòn ấy, thì mình rất là thích những cái món ăn hồi bé mà mẹ mình không cho mẹ mình nấu ngon và mình không được ăn nhiều, đó chính là canh dưa bò. Bởi vì không hiểu sao rồi đấy, mẹ mình không thích nấu lắm nhưng mà mình rất là thích. Nhưng khi mà mình tự lập thì mình nấu rất là nhiều. Các bạn tưởng tượng là tuần nào nhà mình cũng có canh dưa bò, mà đến mức mà chị hàng xóm nhà mình tăng 10 cân sau có khoảng gần 1 năm ở gần mình, thì mọi người biết là lợi hại của cái canh dưa bò này nó như thế nào. Giờ gần đây là mình ít nấu, mình ít sợ béo, nhưng mà các bạn tin mình đi, cái này rất dễ ăn, rất dễ tăng cân. Các bạn mà có con mà kiểu thiếu cân, chồng
Nếu mà các chị đang coi mà có các anh chồng kiểu thiếu cân, mình nghĩ đây là một trong những cái món vỗ béo mà mình thấy là đỉnh cao nhất của mọi thời đại. Đây các bạn xem, mua dưa ấy, thì cũng nên mua dưa mà muối đến cái độ nó hơi vàng vàng như thế này này thì nó mới đủ độ chua để nấu cái canh này. Chứ nếu mà mọi người mua cái dưa mà nó còn xanh ấy là nó không đủ độ chua, nấu lên vô duyên lắm. Thịt bò đã săn lại, đã ngấm nước dưa. Đấy, để lửa liu riu thêm một chút. Cái nước dưa cộng với nước bò đã ra được cái nước sánh sánh như này, rất là ngon. Mình nghĩ rằng thậm chí đến đoạn này mà mình ăn bò xào luôn được không? À không được, diềm thăn mà xào sơ như thế này á thì nó ăn sẽ rất là dai, mình đùa các bạn thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ lấy nước lọc. Các bạn thấy không, nấu ăn ấy, quan trọng là bây giờ nếu các bạn đã uống nước lọc thì nước nấu ăn cũng phải là nước lọc. Và mình sẽ lấy vào đây khoảng 2 lít rưỡi nước. Thì thường là một lần mình nấu nửa cân thịt bò này thì các bạn cứ nhân 5 lần lên, nửa cân thì tương đương với 2 lít rưỡi nước. Nửa cân là 500g đúng không, thì nó sẽ là 2500ml. Thì các bạn cứ nhân 5 lên. Thì 2 lít rưỡi canh thì ăn cũng khá là lâu đấy. Nhà mình có phải ăn 3 bữa. Nhưng mà mỗi lần mà nấu canh dưa bò thì mình cũng phải nấu từng ý. Chứ nếu mà nấu ít hơn ấy thì nó không ngon. Nên là các bạn nào mà hay nấu canh dưa bò thì cũng hãy đồng cảm với mình. Chị Mai mà mỗi lần thấy mình nấu canh ấy, chị Mai rất hoảng, mà bảo sao nấu nhiều thế. Nhưng mà vấn đề là nấu canh mà nấu ít thì nó không ngon. Ai hiểu cho tôi nỗi khổ này. Nấu canh nấu ít là không hề ngon một tí nào luôn ấy. Và đây, 2 lít rưỡi nước đã sẵn sàng. Này, vét hết mọi thứ xuống, khuấy đều lên. Dĩ nhiên là mình sẽ nấu cái này với cả dưa, cà chua và đậu phộng. Tuy nhiên là cái thịt bò bao giờ nó cũng sẽ là cái phần lâu, cái phần mà lâu mềm nhất. Nên là mình sẽ ninh cái thịt bò trước bằng nồi áp suất. Mình sẽ để mức áp suất cao nhất, lửa to nhất và bắt đầu ninh. Và các bạn thấy nhắc đến áp suất thì đây, thằng cu cậu nồi cơm này cũng đang xả áp suất, bởi vì áp suất cũng đang lên cao rồi. Nói chung là theo horoscope mình là cung kim ngưu, mà cung kim ngưu ấy thì rất thích ăn đồ mềm. Nên là các bạn xem Dinology, các bạn thấy những cái cách nấu đồ mềm, nấu đồ bằng áp suất, nấu đồ làm sao cho nhừ là sở trường của mình. Thi thoảng mình sẽ lấy cái đũa mình đảo đảo một chút cho nó đều. Và bây giờ nước đã sôi rồi như mình nói thì mình sẽ giảm lửa xuống số 5 và mình sẽ cứ kho tới cho tới khi nó cạn thôi. Các bạn thấy nhiều khi cái buồng trứng nó bị vỡ, các bạn thấy nhiều khi buồng trứng bị vỡ những cái hạt trứng nó rơi ra ngoài cũng không sao hết. Cá ở dưới thì sẽ rất là thấm gia vị. Và kho ở trong nồi gang ấy thì nhiệt nó cũng khá là cao, nên mình sẽ để nó hở khoảng 1/3 nắp nồi như thế này và cứ để nguyên như thế tới khi nó cạn thôi. Rất là dễ, món cá này cực kỳ dễ luôn. Ngày xưa các cụ hay nấu kho món cá này, các cụ hay kho tộ ấy, nghĩa là cho vào cái nồi đất xong kho cho tới khi nó xém lại, nó cạn nước. Thì bây giờ ở thành phố mình không có nồi đất, và có nồi đất thì cũng không có bếp để nấu nồi đất, thì mình hoàn toàn có thể nấu nồi gang một cách tương tự. Mình nấu như này nhé, nhưng mà có một cách mình muốn đạt được như kho tộ ấy, đó chính là sau khi mình nó bắt đầu gần cạn rồi ấy, mình có thể bỏ cả cái nồi gang này vào trong lò nướng điện của mình và để nhiệt độ khoảng 150 độ đến 180 độ thì cho tới khi nó cạn hết ấy thì nó cũng sẽ mang một cái tác dụng tương tự như là kho tộ. Có nghĩa là cái nhiệt nó sẽ đến từ khắp các phía và nó sẽ tạo cái độ xém xém ở khắp các phía. Thì hôm nay thì là một bữa cơm nhà 5 món, mình rất là muốn làm hoành tráng nhưng mà không nghĩ là mình có đủ thời gian để làm cầu kỳ đến mức đấy. Nhưng mà mình hẹn các bạn là mình sẽ test cái cách là cho vào trong lò nướng nhá. Mình sẽ báo các bạn sau xem mình có giống kho tộ không. Và bây giờ thì mình sẽ trở lại với món sườn của mình. Món sườn bây giờ ướp cũng đã đủ thời gian rồi đấy. Các bạn thấy là cái màu sườn nó cũng đã tối theo màu nước tương rồi. Như vậy là đủ thời gian rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đến nguyên liệu tiếp theo, đó chính là bột tỏi. Cảm ơn các bạn ở trên TikTok đã chỉ cho mình một cách để bảo quản bột tỏi mà nó không bị vón. Vì mình mua đủ các loại bột tỏi từ Việt Nam sang nước ngoài, đủ tất cả các hãng. Lần nào mình mua các bột khác không sao, chứ bột hành, bột tỏi là thế nào nó cũng bị vón. Chỉ cần dùng được một vài lần là nó bị vón và mình vô cùng bức xúc vì chuyện đấy. Phải nói là từng từ bức xúc luôn vì chuyện đấy. Cho tới khi mà mình phát hiện ra rằng là bột tỏi để ở trong tủ lạnh thì nó sẽ không bị vón. Các bạn ạ, chuyện này đã cứu cuộc đời mình. Vì mình cực kỳ thích sử dụng bột tỏi trong nấu ăn. Nếu mà khi mà các bạn sử dụng bột tỏi trong nấu ăn ấy thì cái hương vị tỏi ấy nó sẽ thấm đẫm hơn rất là nhiều so với việc là các bạn cái gì các bạn cũng sẽ đi bóc tỏi và giã. Thì mình cũng có sử dụng tỏi bóc và giã, nhưng mà có những lúc thì mình sẽ thích là mình dùng bột tỏi hơn, như trong trường hợp này chẳng hạn. Bây giờ nhé các bạn nhìn này, trong trường hợp này các bạn thấy sườn của mình đã ướp nước tương đã thấm đều, mình sẽ cho ra một cái rổ để cho nó ráo hết nước tương đã nhá. Mình cần nó ráo để tạm đây, bởi vì là có một người đang gọi mình đây. Người này đang gọi mình. Khi mà nồi áp suất nó đầy hơi như thế này thì mình sẽ giảm nhỏ lửa xuống số 5. Đó, để hơi nó ổn định ở mức vừa phải.
để chúng ta có thể ninh cái gân và ninh cái diềm than nó trở nên nhừ ra. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh nào, không phải cáu, bình tĩnh, chuyện đâu có đấy. Đấy các bạn thấy không, khi mà để một lúc thì nước tương nó đã ráo hết, nói chung là mình ướp cũng vừa đủ ấy, chứ không phí lắm. Đấy, và đến lúc này thì mình sẽ lấy bột tỏi, mình phủ một lớp bột tỏi đều lên trên sườn. Bình thường các bạn làm sườn xào chua ngọt, mình biết là nhà nào cũng biết làm sườn xào chua ngọt và có công thức của riêng mình. Mình không dám nói là công thức của mình là ngon hơn hay là ngon nhất, nhưng mà mình nghĩ công thức của mình đáng để thử. Nên là các bạn nếu mà đã xem đến đây thì hãy cân nhắc thử công thức sườn xào chua ngọt update kiểu mới này cho gia đình của mình. Và thử đi, mình năn nỉ đấy, thử đi rồi cho mình feedback. Đấy, các bạn thấy không, mình phủ bột tỏi lên trên sườn như thế này. Các bạn thấy không, trong trường hợp này nếu mà các bạn chỉ có tỏi tươi ấy, các bạn sẽ rất khó để cho bột tỏi ngấm đều vào sườn như thế này. Đó, và chúng ta đã có sườn. Và sau khi sườn đã đầy bột tỏi rồi thì mình sẽ xếp sườn vào trong nồi chiên không dầu nha các bạn. Cái này mình nói là xếp nha, bởi vì các bạn sẽ cần các cái không gian của giữa miếng sườn nó một cách thông thoáng để sườn của chúng ta có thể đạt được đến độ giòn hợp lý. Và món này ngon nhất là nếu mà các bạn mua sườn non. Và sau khi mà đã xếp sườn thế này thì mình sẽ có một chai dầu xịt. Thì cái dầu xịt của mình thì là có vị bơ, có butter taste. Thì các bạn cũng nên thử. Mình biết rằng là nó hơi cầu kỳ so với cả món sườn xào chua ngọt bình thường một chút, nhưng mà các bạn xịt dầu thôi cũng được. Nhưng mà các bạn xịt dầu có vị bơ nó sẽ rất là khác. Đấy, mình xịt một lớp cho nó bóng nhẫy là như này. Mình rán bằng cách này ấy, thì mình thấy so với cả cách rán mà ngập dầu truyền thống ấy, thứ nhất là nó ít dầu mỡ hơn, thứ hai là sườn ít bị khô hơn. Khi mà mình rán ở ngập dầu ấy, lần nào mình cũng thấy là sườn nó khá là khô và ăn thì nó sẽ bị khô nếu mà mình muốn nó giòn. Nhưng mà khi mà mình chiên bằng nồi chiên không dầu như thế này và mình có xịt dầu lên thế này ấy, thì mình thấy cảm thấy là mình điều khiển cái độ ẩm của sườn rất là tốt. Mình sẽ cho vào đây để 180 độ trong vòng khoảng 20 phút. Tiếp đến thì mình sẽ cắt cà chua để cho vào canh. Hôm nay là các bạn theo dõi một quy trình thường quy nấu cơm nhà mình. À, hôm nay có chị Mai đây, mình phỏng vấn chị Mai. Mọi người cứ hay nói là bình thường em có nấu cơm đâu, toàn chị Mai nấu. Công bằng mà nói là chị Mai có nấu, nhưng mà những hôm nào mà mình ăn cơm mà chị Mai nấu ấy, thường là những hôm mà việc chị Mai em mệt quá thì cho em ăn cái gì cũng được. Còn bình thường là mình là kiểu, mọi người biết là nếu mà nói theo một cái khía cạnh tiêu cực ấy, là control freak, là mình rất kiểm soát. Có nghĩa rằng là mình không yên tâm để người khác nấu cho mình ăn, đúng không chị Mai? Nói là mình control freak, có nghĩa là mọi người mà kiểu nếu mà để người khác nấu thì nó sẽ không đúng ý mình. Và mình là một người khá là khó tính trong chuyện ăn uống. Có thể là những cái phần mà như thế này này, bữa cơm thường ngày là cắt cà chua là chị Mai sẽ làm để cho nhanh hơn, hoặc là mình lười. Nhưng mà riêng cái đoạn mà bỏ đồ ăn vào nấu nêm nếm thì là chắc chắn là phải là mình. Hôm nào không phải là mình ấy thì chứng tỏ hôm đấy là làm rất mệt, có khi là 6-7 giờ mới xong hoặc là tối mới đi về. Và chuyện đấy thì là chuyện không thường lệ. Còn thường lệ là mình nấu hầu hết các bữa thì nhờ. Còn thậm chí là còn điên đến mức hôm nào mệt quá, xong rồi hôm đấy bảo chị Mai cho em bắt mì, nó cũng không cho nấu cơm. Thế mình thấy mình rất là khó chuyện ăn uống. Chị Mai thấy em khó trong chuyện ăn uống không? Nhưng thường thường những người mà khó trong chuyện nói chung trong chuyện ăn uống thì những người đó nấu ăn thường ngon, còn dễ dãi cho chuyện ăn uống thì không được ngon lắm. Như là kiểu cái này mình thấy có thể nhá, người mà khó ăn thì sẽ nấu ngon, nhưng mà người nấu ngon chưa chắc đã khó ăn. Như mẹ mình ấy thì nấu ăn cũng được, nhưng mà mẹ em lại không phải là người khó khăn trong chuyện ăn. Mẹ em ăn cái gì cũng được, mẹ em bảo là nấu xong mệt quá ăn gì cũng được. Nhưng mà mình là nấu xong mệt nhưng mà vẫn phải ăn ngon. Có nghĩa là có những hôm ấy là kiểu như bạn bè tới đông mười mấy người là hoàn toàn là cả bữa mình không ăn một cái gì luôn,
Chị Mai nhớ không? Với lại mình sẵn sàng mình nấu cho mọi người. Nhưng mà lúc đấy mình cảm giác rằng tâm trạng rất là mệt. Hoặc là mình ăn một miếng, xong rồi lại có người đang hỏi mình cái này cái kia ở đâu, thế mình thôi, thế là quyết lại không ăn luôn. Thế là thường là em sẽ ăn trước khi nấu, hoặc là khi mà khách đã về hết rồi, chị Mai thêm ăn mì chả. Thì là như thế. Thế là cái tính mình nó nhiều khi tự mình làm khổ mình ấy các bạn. Ok, thế là cà chua đã thái xong thì mình sẽ cho nó vào trong chỗ cái thổ dưa này luôn. Bởi vì tí nữa thì mình sẽ hầm cà chua chung với cả dưa. Trước kia ấy thì mình hay xào cà chua với cả dưa, nhưng về sau em nhận ra rằng là cái canh dưa bò mà em xào cả cà chua với dưa ấy nó quá nhiều mỡ. Thế là từ đấy là mình không xào nữa, mình thấy mình hầm luôn cà chua với dưa vẫn rất là ok. Chứ ngày xưa là mình còn xào thêm cà chua với dưa nữa, bởi vì mình thích, cái em là thích ăn cái canh cà chua mà cà chua nó đã được xào rồi mà nó hơi mềm mềm, nó hơi nát nát. Bởi vì là khi mà mình mua được cái đúng cái quả cà chua mà mình thích ấy, là cái cà chua beef ở trên Đà Lạt, mà cái quả chua nó tròn xoe mà nó bự ấy, thì cái cà chua đấy mình rất thích nấu canh. Khi mà cắt ra, khi hầm ấy, thì nó sẽ thành nó, cái bột của cà chua nó sẽ hòa vào canh, nước nó sẽ hơi sánh sánh ấy, nó hơi giống súp ấy, thì em thích như thế. Nhưng mà không cần thiết đâu, cái đấy là sở thích cá nhân thôi. Thế đấy là sẽ là đậu hũ. Bao nhiêu lâu nay thì từ khi mình chuyển về khu vực này ở thì mình chỉ tin đậu hũ ở chợ Đo Đạc ở khu tập thể Bộ Công an ở quận 2 ấy. Từ khi nhà mình ăn đậu hũ ở đấy là mỗi lần là mua đậu hũ chỗ khác là biết liền. Và chính vì ăn đậu hũ ở đây là một trong những động cơ khiến cho mình từ bỏ chuyện làm đậu hũ. Các bạn vào xem mình kỹ, các bạn thấy một đoạn là mình rất là mê làm đậu hũ, nhưng mà xong làm hoài không thể ngon được như người ta. Thế là tôi từ bỏ các bác ạ. Đây, bây giờ đến chiên đậu. Chiên đậu thì mình sẽ dùng cái này, mình không dùng dầu ăn, là mình dùng mỡ heo. Các bạn mà xem quảng cáo các loại dinh dưỡng cho trẻ nhỏ ấy, thì các bạn hay thấy là người ta hay quảng cáo là có DHA, là chất cấu thành nên não bộ, cực kỳ quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ, xong rồi phải bổ sung DHA. Nhưng các bạn biết rằng ấy, là cái nơi mà có nhiều DHA tự nhiên nhất ấy, là ở trong mỡ động vật, đặc biệt là mỡ cá. Tuy nhiên là vì rất nhiều màn quảng cáo vào ngày xưa, mọi người hay nói rằng là dầu thực vật tốt hơn chống béo phì. Thế là mọi người dùng quá nhiều dầu thực vật, từ đó là cái lượng DHA tự nhiên ở trong chế độ ăn của chúng ta bị giảm đi. Nên là thật sự các bạn sẽ cần lượng dầu thực vật, mỡ từ thực vật, dầu thực vật, chất béo từ thực vật và chất béo từ động vật quan trọng như nhau và một cái hàm lượng cân bằng. Nên là nhiều khi các bạn dùng mỡ heo này để chiên ấy, nó rất là ngon. Và một chai mỡ heo này không hề rẻ nha các bạn. Mình nhớ là mình mua bao tiền đấy nhỉ? Mình không nhớ nữa. 200.000 cho một chai 1 lít là còn đắt hơn cả dầu thực vật, là còn rất đắt hơn cả dầu ăn. Nên là nó không hề rẻ nha. Nhưng mà các bạn chiên này, ví dụ như mình chiên chiên đậu phụ bằng mỡ heo ấy, nó ra một thứ tuyệt phẩm. Mà có lẽ là các bạn chiên bằng nồi không dầu, nếu mà các bạn chiên bằng nồi chiên không dầu hay chiên bằng dầu ăn ấy, các bạn sẽ không bao giờ thấy được cái độ ngon tuyệt hảo của đậu hũ đến như thế. Bạn nào mà lâu lắm rồi chưa ăn đậu phụ chiên mỡ heo ấy, tin mình đi, kiếm ở đâu cũng được, mua một chai mỡ lợn đen bản địa này và chiên thử đậu phụ ăn. Chiên rất đơn giản, chấm nước mắm hay là tẩm mỡ hành hay là bất kể cái gì, các bạn ăn thử xem, các bạn sẽ thấy rằng là trời ơi, bao lâu nay tôi chiên đậu bằng dầu ăn và tôi đã quên mất cái vị ngon này từ bao lâu nay rồi. Nó rất ngon luôn đấy các bạn ạ. Và thêm nữa là bên trong mỡ động vật có rất là nhiều chất bổ dưỡng mà chúng ta cũng không nên bỏ qua. Dĩ nhiên là các bạn ăn thịt mỡ thì nó cũng có vào rồi, nhưng mà đừng có kỳ thị mỡ heo đến thế. Bởi vì nó cũng là một sản phẩm của marketing quá đà thôi, khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải dùng 100% dầu thực vật ấy. Đây các bạn xem cá này, màu nước kho rất là đẹp luôn. Trứng ở trên thì nó sẽ vừa phải, nó sẽ không bị ngấm gia vị quá, nó sẽ không bị mặn. Mình thấy như này là đẹp này. Và đến đoạn này thì chắc là mình bỏ vung ra luôn, mình sẽ kho cho tới khi cạn. Còn các bạn nhìn sườn của mình này. Đây, các bạn chiên sườn ngập dầu rất là khó để có thể đạt được cái độ mà nó vừa phải như thế này. Đến đoạn này rồi thì mình sẽ lấy sườn ra một chút, mình sẽ đảo mặt lại cho nó đều hơn nha. Nếu cần, không cần thì thôi. Đấy, dầu đấy, sườn của mình, các bạn thấy không, chưa chiên đủ độ đâu. Nhưng mà đến đây đã là thơm mùi nước tương, thơm mùi tỏi, rất là thơm rồi. Mình sẽ cho vào đây, cho tới khi đủ thời gian nha. Canh đến đoạn này đã được mấy chục phút rồi, thì đến đoạn này thì mình sẽ tắt bếp đi và để cho nồi canh nguội dần.
trong lúc nồi canh nguội dần ấy thì nước vẫn đang sôi và cái áp suất chưa hề giảm, nên là nấu bằng nồi áp suất ấy thực ra là tiết kiệm năng lượng cho mọi người rất là nhiều. Bởi vì mọi người thấy rằng ấy là khi mà nấu bằng nồi thông thường thì mọi người sẽ phải cung cấp nhiệt cho cái nồi đấy liên tục. Còn với nồi áp suất là chúng ta đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Chúng ta chỉ cần tăng nhiệt một lúc, sau đó là chờ nồi nguội dần là thực phẩm của chúng ta cũng đang chín mềm. Vì vậy là mình nghĩ nhà nào cũng nên có một cái nồi áp suất. Còn đây đậu phụ các bạn chiên mỡ lợn này, các bạn nhìn này, mỡ lợn nó sôi rất là khác so với cả đồ ăn luôn ấy. Đó, nó sẽ mong bóng như thế nào. Và cứ bình tĩnh thôi, chiên đổ vừa vừa. Trời ơi, còn một món cuối cùng. Nếu mà tôi quên này thì rất là classic tôi luôn, rất là điển hình tôi luôn ấy. Đó chính là tôi quên rau các bác ạ. Một bữa ăn phải có rau chứ đúng không? Tuy nhiên tôi không quên được rồi. Rau bắp cải. Hôm nay thì mình sẽ ăn bắp cải luộc. Thú thực với các bạn là lâu lắm không sơ chế bắp cải, nên là có phần hơi bỡ ngỡ nha. Bởi vì đúng như mọi người, như mình nói từ đầu ấy, nếu mà mình có bàn giao cho chị Mai là mình bàn giao hoàn toàn phần sơ chế luôn. Lên clip mình mới sơ chế cùng với các bạn để chúng ta có nhiều thời gian nói chuyện với nhau ấy. Sơ chế đồ ăn ấy là thời gian mà kiểu gia đình gắn kết, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ đúng không? Thì đây cũng sẽ là cái thời gian mà mình có nhiều, đây cũng sẽ là cái lúc mà mình có nhiều thời gian để nói chuyện với mọi người nhất. Đấy, bắp cải thì mình cố gắng tách ra và sẽ rửa. Có gắt ngâm muối không ạ? Đấy, các bạn nghe thì chưa? Bình thường mình không sơ chế rau thì chị Mai sơ chế cái phần này giỏi hơn mình và kỹ hơn mình. Rửa hai nước xong còn ngâm muối. Đây, và đến đoạn này mình chở đậu này, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn kỹ vào đây này. Cái đậu chiên bằng mỡ lợn nó rất khác. Cái vỏ nó giòn, nó mỏng, nhưng mà nó không bị cứng. Đây, đến đoạn này là cái sườn của mình đẹp lắm rồi. Đây, tôi ra đây tôi khoe sườn của tôi cho các bác. Các bác nhìn này, sườn này, thơm. Màu ở bên ngoài sườn rất là đẹp. Bởi vì là nước tương Kikkoman khi mà đã ở ngấm sâu ở trong sườn, khi mà đủ nhiệt độ ấy thì nó sẽ lên được cái màu caramel này. Chị Mai nhìn màu sườn này, xuất sắc luôn. Đấy, đây là sườn này là đúng độ luôn. Mà ăn ở bên trong vẫn còn ẩm, mà ở bên ngoài thì đã giòn. Nhưng mà chưa xong bởi vì mình còn phần nước sốt của sườn nữa. Ngày trước đấy thì mình phải xong cái phần nồi canh này. Trước khi mà xử lý cái phần nồi canh thì mình có món này hôm nay đặc biệt mình sẽ khoe mọi người. Đây là công cuộc nhờ xem TikTok của tôi mà tôi đã phát hiện ra món này. Đây là trứng vịt biển. Là trứng vịt biển. Là ban đầu mình tưởng là con vịt sống ở con vịt. Trứng vịt biển mình tưởng là ban đầu mình tưởng là trứng vịt ngâm ở dưới biển. Nhưng thực ra đây là trứng của một con vịt, một loại vịt sống ở gần biển. Cái món này thì của Trung Quốc và bán rất là phổ biến ở trên TikTok. Và món trứng này công nhận là rất là ngon. Nhưng mà món trứng này công nhận rất ngon. Tuy nhiên là có một điểm trừ, đó chính là người ta hút chân không ấy. Mỗi lần mình bóc ra rất là cực. Với chỗ đậu này thì mình sẽ sử dụng hai quả trứng vịt biển này. Mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu 160 độ trong vòng 10 phút. Thực ra cái trứng vịt biển này người ta đã làm ăn được rồi, các bạn không cần phải nướng. Nhưng mà khi mà các bạn nướng xong ấy thì cái lòng đỏ của trứng nó sẽ tươm dầu hơn, thì các bạn ăn cảm giác nó sẽ béo và thơm hơn. Các bạn, nồi canh của mình đã xả hơi xong. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà đóng nồi ấy thì những cái vụn hành với cả tỏi này nó bị tràn lên trên này, thì chứng tỏ là nước nó dâng lên đến tận mép luôn ấy. Và đây, thịt của chúng ta đã hầm trong vòng có mấy chục phút mà đã hầm mềm nhừ luôn rồi. Rất là ngon. Mỡ bò đã có nổi váng lên trên rồi. Và đến đoạn này thì mình sẽ cho toàn bộ chỗ dưa và cà chua vào, cùng với 100g lạc nhân, hay còn gọi là đậu phộng. Ở trong này mọi người gọi đậu phộng. Mình mà sống ở trong Nam lâu rồi nên là nhiều lúc mình cũng phải nói cả hai thứ tiếng ấy, để cho ai hiểu được thì hiểu. Với mình ấy, bây giờ mình không phân biệt từ nào là tiếng miền Nam hay tiếng miền Bắc. Quan trọng là chúng ta là người cùng một nước, nói làm sao cho hiểu nhau là được. Ôi nuôi chết, ấn nhầm tắt bếp. Và mình sẽ hầm tiếp cái nồi này ở mức áp suất một nửa thôi, và trong vòng một cái thời gian tương tự. Và khi mà mình hầm như thế này ấy, thì dưa sẽ mềm này, cà chua sẽ nát này, lạc sẽ bùi. Là như thế là chúng ta đã xong nồi canh. Có vẻ như mình rán đậu hơi sớm, bởi vì canh chưa xong mà đã rán đậu rồi. Thì mọi lần ấy, mình nấu ăn ấy, mình hay bị cháy giờ, nhưng mà hôm nay lại phối hợp giờ chưa đúng ấy này. Với nồi cá nhé, chỉ thỉnh thoảng thôi, các bạn sẽ lấy cái đũa nhích nhích một tí để đảm bảo rằng là
mọi thứ đều và không sát, không sát đến nồi. Đó, mình rất nhẹ tay chỉ nồi nhỏ. Và các bạn thấy chưa? Nồi cá của mình đã bắt đầu xuống màu hơn lúc trước, màu đã đẹp hơn rồi. Trứng bắt đầu thấm. Tuyệt vời quá. Đúng tiêu chuẩn của chị Mai là rau bắp cải ngâm muối, mình sẽ ngâm khoảng 5-10 phút. Và trong lúc này thì chúng ta sẽ thực hiện đến công đoạn chế biến gần như cuối cùng. Chưa dám nói là cuối cùng. Một bữa ăn cơm nhà 5 món chuẩn của mình mà thì cũng sẽ rất là mất nhiều công. Mình sẽ lấy cái cối đá của mình sẽ cho vào đây khoảng một củ tỏi, hơn một củ tỏi lớn đấy, rất là nhiều tỏi. Hai quả ớt chỉ thiên, một nửa thì mì chính sẽ cho vào đây. 2 thìa rưỡi đường. Và sau đó thì mình sẽ dầm cái tỏi ớt này với cả đường và mì chính như này. Và mình rất thích là dầm tỏi ớt với cả đường như này ấy, bởi vì chính cái lượng nước ở trong tỏi ớt nó sẽ làm cho đường với cả ớt thành một chất dẻo kết dính rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn sẽ xoáy nha, khi nào đường mì chính tan hết nha, chúng ta sẽ được một cái phần nước sốt rất là tuyệt vời đậm đà ở đây. Ok, chuyển sang cái nồi canh này. Thì bây giờ mình sẽ hầm nồi canh này ít nhất trong khoảng để dưa, cà chua và lạc mềm ít nhất phải 15 phút nữa. Nên là thật sự là hôm nay tôi rán đậu hơi bị sớm các bác ạ, sớm thật. Đáng ra là cái phần đậu này nên bố trí rán trễ hơn thì mọi thứ nó sẽ ăn dơ với nhau hơn. Đây các bạn nhìn này, miếng đậu rán vỏ bên ngoài giòn mà nó vẫn còn được cái độ núng nính mềm mại như thế này thì đây mới là tiêu chuẩn đậu rán nhà tôi. Phần nước sốt của sườn của mình sẽ như sau. Đầu tiên mình sẽ cho một nước cốt của một quả chanh. Lưu ý vắt chanh vừa phải thôi, đừng để tinh dầu chanh chảy ra thì khi làm nước sốt nó sẽ đắng. Nước sốt của một quả chanh chưa đủ, mình sẽ cho vào đây một thìa giấm. Giấm này là giấm tỏi Lý Sơn, tỏi ớt mình tự ngâm thì nó sẽ tạo ra cái mùi rất là thơm. Cái này thì mình không khuyến khích các bạn, nhưng mà mình rất là cần nó, bởi vì là trong tất cả những cái loại tương ớt hay là gia vị công nghiệp như thế này thì họ sẽ có một cái chất nhũ hóa có sẵn, nên là khi mà chúng ta làm sốt ấy, nó sẽ rất là bóng óng ả. Nhà mình thì nếu mà mình đã chỉ cho mọi người thì mình vẫn ưu tiên những cái gia vị truyền thống hơn là gia vị công nghiệp, để cái độ cay của nó cho ngon ấy. Thì mình rất là mê cái này, và chính là tương ớt Đại Long của Hải Phòng. Sẽ cho một thìa cà phê thôi, chúng ta đã có ớt. Và vì cái sốt của mình không có cho dầu, mà các bạn biết đấy là mayonnaise chiếm đến 90% là dầu, nên mình sẽ cho một thìa mayonnaise ở đây để là nó thay dầu nha các bạn. Nhưng mà vấn đề ấy là nó sẽ không có lỏng như dầu, nên khi mình đánh sốt lên ấy nó sẽ rất là vừa phải. Thì nữa mình sẽ cho các bạn coi. Hình như là nguyên liệu của mình thiếu cái gì đấy. Cái gì là mặn ta? Đúng rồi, các bạn nhớ đúng rồi đấy, đó chính là nước mắm. Nước mắm vì mình đã ướp cái kia với cả nước tương rồi, nên nước mắm ở đây mình chỉ cho một thìa thôi. Đấy, đại khái là cái nước sốt để làm sườn mình nó sẽ như vậy này. Nó sẽ hơi giống nước chấm. Thế nên các bạn sẽ thấy được sự kỳ diệu khi nó biến đổi. Bây giờ là đến lúc mình lấy trứng vịt biển muối đã được nướng xong. Cái để đây cho nó nguội bớt nhé. Như các bạn nhìn này, trong này là đây là cái lượng dầu mà đây là cái lượng mỡ mà từ sườn chảy ra. Các bạn tưởng tượng rằng là nếu mà chúng ta rán sườn ngập dầu nữa thì sẽ rất là nhiều dầu mỡ. Nhưng mà các bạn tin mình đi, đậu ấy mình sẽ không dùng nồi chiên không dầu để rán đậu, bởi vì là đậu chiên trong nồi chiên không dầu nó không đủ mỡ, nó không ngon. Nhưng mà sườn ấy mình chứng nhận là nó ngon nha. Cứ phải nhắc đi nhắc lại nói cái món này từ đầu đến giờ. Đây, rau bắp cải đã xong, cho bắp cải vào luộc. Luộc bắp cải, có lẽ luộc bắp cải thì mình cũng không cần phải nói nhiều. Ai biết luộc bắp cải này. Cái đoạn này đậu phụ đã không thể chờ thêm được nữa rồi, mình sẽ phải lấy đậu phụ ra thôi. Chiên đến này là đã hơi bị già so với mình muốn rồi. Tại vì đậu phụ, mình sẽ có một món gọi là đậu phụ lướt ván ấy. Có thể lướt qua dầu thôi, chứ còn chiên kỹ mà bị cứng ấy, là không tròn chuẩn, ngon. Đây các bạn nhìn này, đậu phụ chiên, phần giòn thì vẫn giòn, vẫn có những cái đốm trắng ở trên. Và bây giờ cái mỡ heo này mình sẽ để dành lại để chiên đậu phụ lần sau, nó vẫn còn khá là sạch. Đây, nồi cá của mình đã gần xong rồi. Nói chung là canh nồi cá này nó rất là thú vị, bởi vì mình sẽ phải rất là kỹ. Đây các bạn nhìn này, cái nước kho nó bắt đầu sánh lại giống như là caramel rồi này. Đấy, rất là đặc để có thể chảy xuống này, chấm cái đũa vào, nước rất là đặc. Và khi mà kho này ấy, cái thành phẩm yêu cầu là cá nó phải rắn, bởi vì nuôi kho cá nhỏ khó nhất ấy là để cho thịt nó vẫn phải rắn và săn. Và sau đó là cái lửa các bạn phải để nhỏ để cho cái lớp đường ở dưới nó không bị cháy, cá nó không bị sát nồi. Thực ra rất khó để không thể để không sát 100%, nhưng mà nên để lửa nhỏ và kiên nhẫn. Đó là lý do tại sao cái món cá này mình nghĩ là kho không khó,
nhưng mà cái vấn đề là mất thời gian. Tiếp đến là để có cái nước mắm chấm bắp cải thì mình sẽ cho cái quả trứng vào trong cái nồi rau bắp cải luôn. Dĩ nhiên là quả trứng này đã phải được cọ xà phòng sạch sẽ thì mới được cho vào trong nồi rau này. Để luộc bắp cải thì mình sút, trứng thì luộc khoảng, trứng vịt thì luộc khoảng 12 phút nha. Cuối cùng cái món đầu tiên của tôi được đó chính là món cá kho. Cá kho cạn rồi này, các bạn nhìn này, cạn đẹp luôn. Ok, xong món này, rau chín rồi. Lấy rau ra nhé. Đây là trứng vịt biển muối, các bạn nhìn này, nó tươm dầu ra rất là ngon. Nóng quá. Món này mình sẽ ăn cả lòng trắng nhé. Các bạn nhìn xuất sắc không? Ở đây mình sẽ dầm cái này ra. Nói chung là trứng vịt muối thường ấy thì mình sẽ dùng lòng đỏ thôi. Nhưng mà cái trứng vịt muối này nó rất là ngon, ngon cả lòng trắng. Cái lòng trắng nó không bị, cái lòng trắng nó không hề bị tanh nha các bạn. Nên mình sẽ sử dụng tất cả cái này. Và các bạn thấy không? Có một cái điểm yếu nhất của đậu phụ khi chiên bằng mỡ so với cả chiên bằng dầu ấy, đó chính là vì khi chiên bằng mỡ nó nở lên quá nhiều nên chỉ cần bỏ ra ngoài một chút thôi là nó sẽ bị xẹp đi trông thấy so với cả lúc trước. Nên nhìn nó không được thẩm mỹ lắm. Và hôm nay thì món này mình làm cũng lạ lạ tí, đó chính là ăn đậu phụ với cả trứng muối dầm. Mình sẽ cho trên miếng đậu phụ mỗi đĩa một chút trứng muối như này nhá. Vậy là xong rồi, đậu xong rồi, cá xong rồi, rau xong rồi. Đây là quả trứng vịt, tí nữa mình sẽ tách ra để pha nước mắm là xong. Canh thì bây giờ chỉ cần chờ nguội nữa là xong. Còn món cuối cùng chưa xong đó chính là món sườn. Để làm món sườn này thì mình sẽ cần một cái chảo. Các bạn bắc chảo lên cho toàn bộ chỗ sốt mình đã trộn từ bước trước vào đây. Và các bạn sẽ đun nóng cái sốt này lên. Đun nóng từ từ để cho tỏi, ớt ra bớt tinh dầu. Và bước tiếp theo của bước đun của đun nóng này đó chính là cái sốt này nó sẽ được đường hóa, nó sẽ được caramelize. Đấy, các bạn nhìn thấy sốt bắt đầu đậm màu dần rồi đúng không? Khi mà nó gần đậm màu dần đến đoạn này thôi này, đến đoạn mà được khoảng 5 trên 10 thang so với 5 trên 10 điểm so với độ đậm màu thì lúc này chúng ta sẽ cho sườn vào. Các bạn dùng đũa nha. Đảo cho sốt bọc xung quanh đường. Và cứ để lửa như vậy cho tới khi lớp sốt được đường hóa hoàn toàn và thấm đều xung quanh sườn. Và đồng hồ vừa báo là trứng đã luộc xong. Là cái lớp sốt nó sẽ được đường hóa, nó sẽ đậm màu lại, nó sẽ bóng lưỡng lên. Nước mắm, đường, ớt tất cả sẽ hòa quyện lại. Và nó sẽ ngấm vào bên trong miếng sườn một mức vừa đủ. Và đây chính là món sườn xào chua ngọt của mình. Các bạn nhìn màu sườn và màu sốt, các bạn chấm mấy điểm ạ. Và bây giờ cho các bạn ngắm lại sườn một chút. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở bàn ăn. Và cơm đã chín rồi. Mời mọi người. Thực ra là bây giờ mình ăn mẫu, sau đó là cả nhà mình sẽ ăn. Đây, đầu tiên là đậu phụ chiên mỡ heo ăn cùng với cả trứng vịt muối, trứng vịt biển muối. Cái trứng vịt ấy, nó bùi bùi béo béo. Ăn cái đậu phụ rán mỡ heo, bên trong rất là xốp, bên ngoài vỏ giòn. Mà đậu phụ chiên vừa đủ lướt ván, không quá khô. Rồi ăn thì mình thứ hai, không quá, ngon quá. Mọi người nên thử món này. Đây là trứng vịt. Nhà mình từ bé mình gọi một thói quen là dầm quả trứng ra với nước mắm để cái lòng đỏ nó tan vào trong nước mắm ấy. Sau đó thì mình sẽ chấm rau vào đây thì rau nó ăn nó sẽ béo hơn. Đây mình sẽ ăn miếng rau. Nói chung rau thì rất là cần nhưng không phải là món yêu thích của mình. Ngon. Mình chấm rau nước mắm không ấy, mình thấy hơi chán. Nên thường là cho thêm trứng thì ăn sẽ ngon. Bây giờ các bạn mình muốn thử món nào? Cá hay sườn? Cá hay sườn? Ăn sườn trước nhé. Đây các bạn thấy sườn. Khi làm sườn xào chua ngọt kiểu này các bạn thấy nó bóng không? Óng à? Sườn rất mềm, róc thịt. Bên trong vẫn còn ẩm. Ngon lắm. Nó rất đưa cơm luôn. Các bạn nhìn thấy mình cắn sườn là các bạn biết là róc thịt như nào rồi. Nếu mà các bạn muốn róc hơn ấy, mình có một bí quyết cho các bạn. Nhưng mà mình hơi lười để làm. Đấy chính là mình sẽ ép lấy nước ép dứa. Sẽ ướp ở cái bước đầu tiên ấy.
chúng ta sẽ ướp sườn với cả nước ép dứa trước, sau đó để ráo, sau rồi mới ướp nước tương. Như vậy thì nó còn róc nữa. Nhưng như này mình thấy nghe rất ok rồi. Các bạn nhìn thấy miếng sườn trơ xương này không? Mình không cần phải răng hay kéo hết cả. Rất rất ngon. Mà miếng sườn ngon quá. Thêm miếng nữa. Mà có lẽ để ăn miếng cá. Đây các bạn nhìn con cá kho. Con cá nhỏ kho thế này ấy. Khi mà các bạn cắt được nguyên một con cá này lên, đấy là cả một kỳ tích. Đó. Tách thịt con cá ra. Khi ăn cá nhỏ như thế này thì thường mình sẽ tách ra. Mình lấy cái xương sống của nó ra trước. Mình bỏ xương sống ra riêng và mình ăn cá. Món này của mình sẽ thành món tủ mới. À, các bạn nhìn thấy con cá bống, tách được cái xương sống ra. Nhiều người rất sợ ăn cá nhỏ vì sợ xương. Nhưng mình nghĩ là mọi người chú ý đến cách ăn một chút là được. Đây, bên trong khi mình tách được cái xương sống rồi, những cái xương khác con cá bống khi kho này ấy, nó sẽ rất là mềm. Các bạn sẽ cắn qua xương luôn, có trứng này. Có một điểm, tại sao mình kho cá bống trứng thì kho thêm cả trứng cá lóc. Bởi vì mình ăn cá bống trứng ấy, mình thấy rất là thích món trứng nhưng mà trứng ấy không có đủ cho mình. Nên mình kho thêm trứng cá lóc vào. Xuất sắc. Nó này đậm vị này, cay này, cay tiêu, cay ớt, rất là đưa cơm. Một món ăn một bữa cơm nhiều xương này thì phải có bát đựng xương. Mình đuôn cả bống mình không tha. Ngon. Trong những món đầu tiên ăn từ đầu ăn đến giờ, có lẽ mình thích cả tất cả. Món này thì dành cho những người nào mà kiểu kén không ăn cá. Mình có rất nhiều người bạn đến là không ăn cá đâu, ăn cá đâu. Nên là mình luôn luôn sẽ có những cái món này dành cho những đứa mê thịt. Còn những người mà thích ăn kiểu đồ exotic, thích cá như chị Mai thì còn món cá. Còn đây là những cái món mà mình thử mới. Ui cái đậu phụ này ngon thế nhỉ. Cái trứng muối này rất là hợp với đậu phụ luôn. Mình nhìn thấy mình tả này mọi người xung quanh thèm ăn lắm rồi đấy. Nên là mình sẽ ăn nốt canh. Canh dưa bò ăn với cả lạc. Các bạn nhìn này, lạc nhân được ninh nhừ bùi béo cùng với cả dưa bò. Ngày xưa thời nghèo khó ấy, là người ta không có bò mà ăn đâu. Người ta chỉ ăn với cả dưa với cả lạc thôi. Bây giờ chúng ta may mắn hơn. Mình may mắn hơn thời của ông bà mình, hay mình có cả thịt bò để ăn. Thôi, có lạc vào rất là ngon. Cái canh nó trở nên bùi hơn. Đây đúng là cái món mà khiến cho tất cả mọi người xung quanh của mình tăng cân. Danh bất hư truyền. Mình tin là ai ăn cái này sẽ tăng cân. Nhưng mà nay đã được cập nhật thêm đậu phộng, các bạn thử đi nhé, rất đáng. Sorry, ngon quá đây ở ngoài. Để không gian trống không biết nói gì nhưng mà ngon quá. Cho mình ăn nó mấy thì mình nói. Thú thực với các bạn là mấy ngày vừa rồi rất là bận, toàn ăn cơm ngoài, ăn uống linh tinh. Nên hôm nay quay một cơm nhà 5 món cũng là điều kiện để ngồi lại ăn cơm nhà. Thế đúng là không gì bằng cơm nhà các bạn ạ. Và nhất là khi mà nấu cơm nhà ấy, do chính mình nấu những món mình thích ấy, thì nó còn trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và đây là 5 món mình mới cập nhật. Và cũng là một mâm cơm gợi ý của mình dành cho mọi người. Nếu mà mọi người đang bí không biết nấu gì cho nhà mình, hoặc là nấu cơm nhà mà phải mời khách, thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một gợi ý gây ấn tượng tốt đó. Các bạn hãy thử làm theo nhé. Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục làm YouTube thôi. Dù gần đây có nhiều sự biến động thách thức mình với cả niềm tin và tình yêu với YouTube, nhưng mà mình rất là yêu nền tảng này. Mình rất là tự hào khi mà cái thời mình bắt đầu làm được gọi là YouTuber. Và cái niềm tự hào đấy sẽ không bao giờ biến mất. Các bạn yên tâm nhé. Và mình sẽ có một cái niềm đam mê nhất định làm với cả video dài. Và mình tin rằng trong cái thời gian mình nấu ăn thì chúng ta đã có những khoảnh khắc rất là tuyệt vời bên nhau. Và nếu mà mọi người đang sợ ma, hay đang làm việc nhà, đang ăn cơm mà bật mình lên và cảm thấy mình là một người bạn đồng hành tin cậy của mọi người, thì mình rất là cảm ơn về điều đấy. Xem tới đây rồi nhớ subscribe và mình sẽ trở lại sớm thôi. Còn bây giờ tạm biệt, bye bye.